Cháu Thành xin chào cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Thành Tây Bắc. Cháu Thành đang có mặt tại nhà bác Tỏa. Lên đến đây thì không thấy bác Tỏa với em máy ở nhà. Thấy cửa mở mà không thấy người đâu. Bác Tỏa ơi, không biết là bác Tỏa với em máy đi đâu rồi. Bây giờ Thành ra đằng sau xem có thấy bác Tỏa sau này không. Bác Tỏa ơi, phía đằng sau không thấy ai. Bác Tỏa ơi, ô chào máy nhá. Ơi em đi đâu về? Đi chơi mà không đóng cửa nhà à? Chí đâu rồi? Chí đi sang bên kia rồi. Chí đi với ai? Chí đi sang bên suối để nhặt đá. Thế chí bảo máy ở nhà trong nhà. Thế trong nhà thì phải ra ngoài chơi thì phải đóng cửa nhà với cổng vào nhá. Hôm nay máy có bộ váy đẹp nhờ. Chân phải đi dép vào. Không đi dép là ốm đấy máy ạ. Máy, anh bảo là đi đâu phải đi dép vào. Đôi dép thế kìa. Chí mua cho thì phải đi vào chứ. Như anh đi đâu anh đi giày đấy không thấy à? Đây, anh đi giày này. Đấy, đi giày cho sạch cái chân. Không đi thì hệ ốm chưa? Sụt xa sụt xịt. Máy ăn sáng chưa? Thế máy ở nhà dáng nhà nhá. Anh đi sang bên suối cùng Chí nhá. Hôm nay bác Tỏa bác sang bên suối để nhặt đá rồi. Như hôm qua bác Tỏa bảo là bác mệt là bác không qua được. Hôm nay bác lại có sức khỏe, bác lại sang đấy. Cháu Thành xin mời cô bác và anh chị đi cùng cháu Thành sang bên suối. Thành đã thấy bác Tỏa rồi. Thế bác Tỏa đang ngồi ở mỏm đá kia. Có một mình bác làm thôi. Bác dùng chiếc xe rùa là bác chuyển hết cái đống đá là hôm qua Thành với bác nhặt đấy. Cả cái ven ven đây này. Còn một ít đá thôi là bác chuyển lên đường này. Còn trên đường kia này có một mình bác làm cũng buồn. Thật là từ sáng là bác buồn bác cũng mệt rồi đấy. Thì bác Tỏa là một mình làm rất là buồn cô đơn với mệt. Hôm nay ra ngoài chuối bác còn mang quần áo đi giặt đấy. Mang mấy bộ quần áo này. Bác giặt bác còn phơi hòn đá đây. Sáu bảy mươi tuổi rồi mà mình mà làm cái công việc này thì rất là buồn luôn, với sức khỏe có hạn thôi. Bác đụt rồi mà. Mấy chuyến rồi qua cái mỏm này thấy mệt rồi, không cần phải làm nhiều. Thế bác đụt lên cái mỏm kia thấy bác nghỉ rồi. Bác là đi đường tắt luôn. Một phát là lên đường luôn ấy. Không phải là đi đường vòng này mới lên đường. Bác đủ như thế là mất sức lắm ấy.
mọi người thông cảm nhá. Thành quay video ở ngoài suối ấy, cái tiếng nước suối rất là ồn luôn, nên thu cái âm thanh nói chuyện nó rất là nhỏ luôn ấy, nghe tiếng suối là nhiều hơn nhiều. Thành có thấy một anh đi xe máy à, chắc là giúp bác quả đấy, anh vừa đến. Cháu chào bác nhá. Vâng. Em chào anh. Cháu thấy bác đủ vất vả quá. Leo cái dốc này mệt quá nhỉ. Từ từ làm, từ từ tốt ta. Cho nó đi vài chuyến thì còn được, nếu mà đi cả ngày thì sợ mai mệt thế là nghỉ. Đấy, sợ mai không muốn đi đâu ấy. Mệt thế là nghỉ một lúc khỏe lại ra. Khỏe lại làm bác nhỉ. Vâng. Bác đi đường kia cho nó nhàn, bác Tỏa. Dạ. Bác đi đường bên này cho nhàn. Đường này này. Đường bên này nó khá đá, của nhiều khó đẩy quá. À, có đá khó đẩy quá à? Với bác đẩy. À, bác thử rồi à? Thế là bác đi luôn đường thẳng này nha. Đường thẳng này hơi dốc nhưng ước tính phải tầm 5-60 cân đấy, đá rất là nặng luôn. Chỗ đá này phải 5-60 cân đấy bác nhỉ? Ừ, có thể có đấy. Vâng, đá nặng lắm. Thế anh này chở có mấy viên đá xe sắp không lên nổi rồi. Nhìn đá này nặng lắm. Nó nặng ấy. Mình làm nhà mình được cái đá này thì nó chắc anh ạ. Với mình không mất thêm tiền để mua gạch ấy. Mua gạch này không chắc lại còn mất thêm tiền. Nay mình chỉ mất cái công một tí thôi.
nặng quá nhỉ. Nặng quá. Chúng chào vừa thôi. Là em ơi, chưa kịp đỡ là anh đã không giữ được xe rồi. Với cái này anh chẳng đằng sau quá. Trơn đấy. Anh em giữ cho nào. Anh về mò. Em đuổi cho. À. Đá lặng lắm rồi cô bác ạ. Xe máy chở thì một chuyến này bằng 3 chuyến xe rùa của bác Tỏa. Cái phần bên này thì trơn rồi. Bác Tỏa bác vừa lấy cát với sỏi à, giải chỗ đoạn trơn này rồi. Anh kia chở lặng thật đấy. Bác Tỏa, bác chở nhiều đá đấy. Bác không lên được dốc này đâu. Hôm nay bác đi đổn đá này bác có mang cơm theo không? Ờ, một lúc về nhà ăn cơm. Lúc không mang mà. Không sợ đói à? Đói cũng không sợ cả. Bởi vì công việc rất nhiều. Có mang gì ăn theo không? Không chả mang. Thật không bác? Cháu thấy túi của bác có mấy củ khoai đấy à? Cháu này cho nó. Thế bác bảo thế bác bảo bác không mang. Lúc nghỉ ngơi là cho lại sức đúng không? Ừ. Nghỉ ngơi là đấy. Không có gì. Nhanh thì ăn cho nó. Kiên đây đội này đến giúp bác à? Không. À đi chơi à? Vâng. Thành vừa thấy trong túi của bác Tỏa là có mấy củ khoai lang. Đây, bác Tỏa có 4 củ khoai lang. Đấy, một chai nước. Một chai nước để uống. Bằng thì bác Tỏa bác chở xe rùa là đầy ục luôn. Đến đây chắc là bác phải hạ bớt ra bác mới lên được dốc này. Bớt ra một nửa mới đi được đấy. Đầy xe này là không lên được dốc đâu.
sau một thời gian chờ cũng mình nhiều phết rồi anh này, cũng được một nửa đấy. Tầm khoảng 2 đống, 3 đống này chắc. Vâng, tầm 1 đống như này cũng là được rồi. Hôm nay đi chuyển đá như này phải về ăn mấy bát cơm anh à, mới lại được sức anh à. Chở đá lấy xe máy chở không lấy bao nhiêu sức đâu. Nhưng người đi người, cũng... người đi vẫn bình thường. À, em được mất nhiều sức chứ? Không phải đi chợ sáng, chợ sáng mệt hơn nhiều. À, chợ sáng mệt hơn nhiều à? Mình tự bắt một vò sáng lên xe. À, đá nó bé nhờ. Ở nhà ra đây cùng Chí à, xem Chí bê đá à. Máy là ở nhà lo cho Chí ra bên này thì xem Chí quân đá. Máy thì còn nhỏ sức chưa đủ để mà bê những viên đá này. Hôm nay bác Tỏa không mang búa đi đập đá nữa à? Chưa sửa nhờ. Vâng. Cái này phải lấy cục cái mẫu ở trong ra mới cài được. Chứ không đập không ra được. À. Thế mang cả viên đấy về cũng được bác ạ, à, về đập sau cũng được. Vâng. Nặng quá rồi anh ạ. À. Nặng này có lên được dốc không? Hay tí lại bốc đầu lại ngã ra đây. Rút nữa bác tỏi. Bây giờ bác Tỏa bác mệt rồi, bác không đủn bằng xe rùa nữa. Bác bê sang bên kia để cho anh kia chở thôi. Vâng. Đủn vài chuyến còn mệt hơn bê bác nhỉ. Vâng. Lên dốc này mất sức lắm. Bây giờ bác Tỏa bác di chuyển lên trên đầu nguồn này. Bác lấy những viên đá làm vừa thích hợp để cho vào móng nhà.
Giờ trưa rồi, đói rồi, đổ xe anh ơi. Sức khỏe xuống rồi. Xe của anh muốn nghỉ đấy anh ạ. Đó. Xe của anh muốn nghỉ rồi. Ừ. 5 mét rồi đấy. Vâng. Em thấy anh đi lên mấy cái đoạn dốc này sắp cũng lên được rồi. Người thì mình đi được nhưng xe nó cong nặng mà. Cái này mỗi lần anh cong ít nhất phải hàng tạ anh ạ. Tạ đấy. Ừ. Ghế trong tạ. Một tạ. Đi số 1 thì thấy sắp không có sức lên rồi. Cái đoạn này ạ. Đoạn này còn chưa phải là dốc lắm đâu ấy. Nhưng chở nặng thì con dốc bình thường thì cũng không lên được rồi. Đi lấy băng kia đủ rồi. Nếu mà thiếu thì mình đi tìm ở trên nhà thôi. Bây giờ cháu thấy đá bác đi lấy xa quá cũng vất vả. Bê từ tít trên này hoặc ra kia hoặc là chở xe máy. Cháu mình về nhà. Vâng, bây giờ về thôi bác ạ. Cháu chào bác nhá, chào anh nhá. Đấy, mọi người làm cả sáng vất vả rồi. Bây giờ trưa rồi mọi người nghỉ. Đấy, bác Quả với anh kia đi về. Bác Quả là định nhặt thêm đá ở bên này nữa. Nhưng Thành bảo là thôi thì bằng kia chắc là đủ rồi. Nếu mà không đủ thì mình bổ sung thêm ở trên nhà hoặc là thêm gạch ở trên cũng được. Đấy. Những hòn đá xung quanh đây thì bác đã nhặt hết rồi. Cả sáng Quả bác Tỏa với anh kia ấy. Anh kia không biết là tên là gì, biết là anh áo xanh thôi. Hai người là chở chuyển lên đây rồi. Cục đá này rơi tầm 4 khối. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào, hẹn gặp lại quý cô bác trong những tập tiếp theo trên kênh Thành Tây Bắc.